bớt không quay đoạn ngắn một để em đi làm gửi cho nó với cái dài em gửi cho con bị lặng. Đấy, đêm này để mắt mà đỡ bị thâm này. Đó, nhìn đi, thấy chưa? Đúng rồi. Cái mắt to ra chưa? Mà nó cái vâng, hết bọng, đỡ hẳn luôn. Nhìn thấy chưa, mắt điệu chưa? Thế có giờ có muốn giải quyết cái này không? Có biết cái gì đấy không? Cái đuôi cái đuôi mát, nếp nhăn ở đuôi mát. Đây là mình không phải chỉ làm vào cái phần mềm không đâu, cái phần cơ thịt mỏng mỏng ở đuôi mắt đâu. Mà mình phải tản cả cái vùng xương ấy, nhìn đi nào. Thấy không? Thấy không? Bây giờ có cười nhưng mà nó chỉ còn ít thôi, đúng không?